Anh nhẹ không biết đấy. Thế em hỏi ra tôi nó ra nước luôn. Làm sao? Rác nóng. Rác nóng á? Ba thằng này bảo tao là thằng dồn này nó môi ớt vào mày. Sao mày á? Hít mạnh vào, bỏ thì bỏ ra. Ồ, chi lắm. Fail. À. Fail. Hay. Thế chị ai em cuốn lá na đi. Hay lấy mẹ làm giái cuốn. À, làm giái cuốn. Nghiện ngập. Đi đâu ấy? Chưa đi trèo vừa anh làm ô tao treo quần áo cho mày để tao chuẩn bị đi tắm trước, vừa bị ướt người này, đừng có tranh chỗ nhá. Tao để hiểu ai chị gì á, đi à, kệ chị đi hơn vào cáo và ai cứ treo đấy ít giấu mẹ đi. Mẹ ngồi đây đen đít rồi, đúng không? Mà tranh tắm ra mà chị đâu ấy ỉ á. Điên đủ mẹ nhọn cái cắm nhọn mình. Nồi nồi mình gọi em gọi anh nồi lắm không? Anh em lấy mẹ ớt bột của chị đi. Một xéo nhót đi. Bột của chị có nói định trang. Bột của chị thôi. Điên đủ mẹ đi. Bà này cặp nâu lắm. Ô, đã lấy rồi. Đúng rồi, anh lấy cỏ luôn này. Ai mất gì? Mày gặp tao. Anh Nam có nhà không? Hả? Bôi ngược à? Ngược cái gì đâu tao đâu. À đây à? Đúng không? Đây, mày để mày gặp tao. Cho mày để cả quả lắm. Mày xoa à? Không. Anh nhẹ không biết đấy. Thế em hỏi ra tôi nó ra nước luôn. Ra tôi chỉ cần dấu keo luôn rồi. Thế thôi hỏng một gì. Vậy rồi. Nó ra nước cái thầy. Nó lộ chứ. Anh tự nhiên là sợ lộ. Lộ trên giáo rồi được. Này mẹ tôi chuyên nghiệp kìa. Hả? Ồ, thấy đủ mẹ đang gái về thế. Đấy, chơi là em đi ăn thì bảo đố anh hút thuốc lào nhưng mà hết mẹ thuốc lào mày qua bà trà đi tắm. Đấy. Thì em gọi là mình hứa rồi. Bây giờ đợi trà đi là xong đi tắm. Không xem bản thân mình chẳng. Mình tin chắc là mày đi trà đi. Ôi, em mới ra trà xong rồi. Đi xem đi trà đi. Này, nhung lại trong rửa kia không ấy, cứ đi đục ghế thế. Ừ, thế nên sữa. Tao làm gì nữa, cứ xả chim ấy, hả? Xả chim ạ. À, bực mình em mày đừng có nhiều. Ừ, đến tháng hả? À, em biết. Em biết cái kiểu chắc bị thấm liều. Thì thấm liều đó. Đây, 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 đây. Đứng đây, đứng đây. Đó, nhìn mẹ. Đấy, cái này sướng á. Nhưng mà mình... Đó, đủ. Mua nhiều cái chật rác. Mẹ ông dã vào đấy. Em nghĩ là đủ. Mẹ kéo nó. Chụp, chụp nó. Nói cái gì đánh anh. Thôi, mẹ không hiểu rồi. Nói là anh Nam một vẻ, anh Nam đánh chuyện. Anh em mình lịch sự thảo hòa. Bao giờ mày bó gì anh em ấy sao? Cái như này chết mất. Nhưng mà ý đó là chị Trà mà phát hiện ra em không bao giờ em bảo anh lấy búa đâu. Rồi anh em. Có sao đây? À, hay à? Ô, lúc anh Nam ấy
mạnh quá đúng không? Hay là chà. Mình đứng nào tôi điên. Chắc anh Nam hôm qua mới đi độ của chim to, của chuối to to to. Sao anh chim đánh anh, chim đánh anh mồ thế hả? Nhập. Anh mồ. À, em, từ, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây em bảo. Tất vai. À, biết rồi. Đi là bạn hình như là sâu gióm. Ngồi đây. Ngồi đây. Đi đâu? Mày bị sâu gióm nó bơm vào mặt rồi. Không, cháu bị hộ. Đi ra. Ai? Đâu ấy? Sao thế nhỉ? Quân nhưng nó cầm cái búa nó dã quả ớt tao đùng đập 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 thế thì bạn đang lên lồn tâu. nhưng mà ý chả có hỏi anh Viện Minh Quân thì bảo em sao thế anh em mình không thì tao biết đâu với tao nghe cho mày kể thì tao cũng nói thế nhỉ. Nếu mà hoạn nạn đến thì tao sẽ bảo thế. Không sao thì thôi, chắc không có gì đâu. Không thế thì hoạn nạn đến dễ lắm. Lần này lâu kinh. Sao ấy? Hả? Đôi em xem nào. Đủ. Sao đùi dính hạt ớt? Đâu? Hả? Không. Sâu gióm. Sâu gióm. Sâu, nhưng mà sâu gióm nào? À, con sâu anh Nam bò xong nó gió người. Con sâu không lâu đúng. À, ai? Ôi sâu, tốt quá anh nhỉ. Đang rất bực mình nhá. Mày không quốc đâu. Sao chị cứ sợ chim nhỉ? À, nhầm chị sao bướm. Vai mình đi. Làm sao? Rác nóng. Rác nóng á? À, đi tháng đúng không? À, hình như là đúng rồi. 50k. À đúng rồi. Ngồi lên, em biết rồi. Chị dùng cô tách thằng phách đúng không? À. Chà, hôm qua cô cũng ngồi kia sâu giống cơ, để tao thay. Kia con sâu gì đó. Bắt ý anh. Tao thay của nó. Sao thay? Hay còn đó chắc không biết là gì. Anh em mình sao mà lộ được? Nếu lộ thì yên tâm, em bảo anh đập thôi. À không, em không bảo anh đâu. À em bảo anh em mình đổi cho anh bộ. Người hay dùng không chừng được. Còn thấy cái gì? Đi đi sau trên đâu? Mọi người bận tâm sao? Ô, sao tự nhiên lên đánh em? Ồ, không ngứa chim à? Không đắt chim mày. À? Hả? Mày ngủ đây. Không đắt chim nữa à? Mày ngủ đây. Đánh em à? Vừa tắt theo quần áo của kia nó bỏ cái gì ở nhá. Chỉ có hai chúng mày ngồi đấy mà bọn này nó đang bận, nó không làm gì cả. Bận. Thằng nào bôi ớt vào quần ngốc của tao. Em xem à? Đây em lại kể cho chị một quá trình rất là trước khi kể đến quả ớt. Thằng nào? Đấy. Nó có mùi điếu. À. Thằng nào mày có khai không? Không khai. Tao em thấy chém em tao. Em thấy gặp vào ông cầm búa đập. À, thằng này phải chân nữa. Đủ với ạ. Xong rồi trai con điên mới yêu nữa. Thẻ luôn. Yêu. Nhiều đánh trong đạn mà. Đúng rồi. Đánh thì cầm. Ăn mẹ mày. Lộn gì đây? Đây, con đánh chỗ lạ đây. Đúng rồi, là mày bơi vào cung ốc tao. Nên tao nổ con mẹ thẳng luôn, nhưng mà mặt mày nhá. Bơi ốc, mày bơi ốc cung ốc tao được không? Đánh chỗ lạ chứ. Im một tao nổ thẳng mẹ. Này, em không ngờ luôn. Vãi lửa là thằng này bảo tao là thằng lồn này nó bơi ốc vào của mày. Sao mày á? Đúng rồi, thằng quân. Em thề, nó cầm búa luôn. Nó cầm búa như thế này, nó giả vào ốc tôi như thế này, nó giả. Anh em mình ơi, mà học bác rồi mà. Lên trên.
bò ấy. Tao rước mày ngoài mày, tao cho vào. Nhưng không thèm vào đâu.